3. Đòn nội công Kamehameha là độc chiêu của cụ Roroshi. Ông luyện tập ròng rã suốt 50 năm trời mới sáng tạo được nó. Ông là một trong những người có thể điều phối được lượng ki tiềm ẩn trong cơ thể. Mất một thời gian vô cùng dài để ông có thể hoàn thiện và điều khiển thuần thục nó. Để thể hiện được kỹ năng này hoàn hảo nhất, cụ Rua đã mất cả trăm năm trời, trở thành kỹ năng tuyệt vời nhất là niềm kiêu hãnh của toàn nhân loại. Goku đã bắt chước được nó chỉ sau một lần quan sát. Sau vài năm nhà nhà người người đều có thể sử dụng thần thục, còn tạo ra rất nhiều biến thể như là chưởng bằng chân, chưởng bằng một tay, điều khiển lưu chưởng di chuyển theo ý thích, lại tiếp theo sau đó nữa. Bọn người ngoài hành tinh đến với những lần kỳ vô tận, những kỹ năng hủy diệt cực mạnh mà tốn ít kỳ hơn, hoặc là đồ hủy diệt ghê gớm hơn, khiến chiêu Kame gốc của cụ Rùa phải cất vào trong tủ, vì gồng mất quá nhiều thời gian lại không mạnh. May mà sau này lại tạo ra quá nhiều biến thể, nên mới được xài tiếp.